Thì ở đây thì vẫn được giữ nguyên với cái thiết kế, đó là ba dàn đèn thiết kế của năm 2020, với thêm một cái dàn đèn là dàn đèn súp. Nó ghi ở đây là chữ bát này, cùng hai đèn là xếp 1 và 2 cho hai kênh. Con này thì bên ngoài là một màu tím nhạt, với thiết kế thêm là hai phần quai là màu đen tạo kiểu cách. Như các con ứng tiếng khác thì con này đều có 3 phần. Đầu tiên là phần kênh 1 này, kênh 2 và cái phần của chỉnh súp của bác. Thì ở đây thì bác chú ý cho là cái phần tai bác này, như em đã giới thiệu cũng như là phân tích ở các video trước, đó là phần các bác có thể cảm nhận được cái sự thay đổi khi các bác sử dụng con nâng tiếng nhà các bác đấy, qua và không qua con nâng tiếng nhà các bác đây. Thì ở đây thì em sẽ cho bác xem trên nữa. Thì ở trên nắp thì nó có được chữ là TD Automatic, đấy, thì có tem của nhà máy đi treo này. Con này là hàng nội bộ Trung Quốc các bác, hàng của Trung Quốc. Phần phía sau của con nâng tiếng thì có tích hợp các cổng calo hoặc là cổng hoa sen cho các bác điều chỉnh các bác cắm này, cổng súp cũng vậy, calo và hoa sen. Phần dây nguồn thì cũng ở phía sau, công tắc cũng vậy, ở phía sau bật tắt. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem thử khi nào em cho cái tín hiệu đấy. Em ở đây để em vừa cho tín hiệu nhạc vào con lưng tiếng. Đấy các bác nhìn, tổng cộng ở đây là em đang kết nối là 4 con lưng tiếng với nhau. Các dàn đèn thì đã lên này, đấy, của kênh 1 và kênh 2 súp. Đấy, ở đây thì các bác vừa nhìn bên nhà sau thì em không có cắm cổng súp, nhưng ở đây em vẫn phải vặn các nút của súp lên thì để cái đèn này nó hoạt động, nó nháy. Ví dụ như bây giờ em vặn nhỏ đi để không hết thì cái cổng súp này, cái đèn súp này nó tắt hoàn toàn này. Đấy, chỉ có set 1 và set 2. Đấy, em vặn lên này, đấy, đèn đã nháy trở lại. Đây là một lưu ý khi các bác sử dụng nhé, kể cả bác không có súp thì bác vặn lên cho em. Nhiều bác là cứ tưởng nhầm là đây là cái đèn bên này hỏng. Đấy, đây là một cái lưu ý khi các bác sử dụng con lưng tiếng có dàn đèn. Đây là một phiên bản mới nhất của lưng tiếng, hàng đợt này rất là đẹp, mới tinh. Đây là vỏ hộp của nó này. Đây, một video ngắn gọn em giới thiệu sản phẩm. Chất lượng thì các bác có thể biết rồi, nó giống hệt con CB600 Pro thôi. Ok, và một video ngắn gọn em gửi đến các bác. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại nhé. Giá của nó em sẽ để trên thanh tiêu đề cho các bác tham khảo. Một cái giá rất là hợp lý trên thị trường. Ok, và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.